Happy Life, True Life xin chào các bạn buổi sáng nha. Thì cũng là mẫn cầu nữa thôi. Bữa nay mình đi đằng sau chuẩn bị đi làm, nhưng mình cũng muốn share với các bạn hình ảnh hiện giờ của mấy em mẫn cầu sau một tuần ha. Bữa hổm mình nhớ là ngày 12 tháng 7 thì mình đã cho Amin quay một cái clip cho các bạn coi. Thì bây giờ nó đúng một tuần sau, bữa nay là ngày 21. Nói một tuần cũng hơn xíu. Nhưng mà trước khi mình vô cái vấn đề mẫn cầu á, mình muốn gửi lời chúc sức khỏe các bạn và cảm ơn những bạn nào mà đã subscribe cho cái kênh của mình. Thật ra cái lúc đầu mình làm cái kênh này á, là mình muốn share cái gì mà trong gia đình của mình thôi, hoặc là những cái bài mình post lên cho học sinh để nó theo dõi cho dễ. Thì các bạn thấy nhiều khi cái trong cái kênh của mình á, thì nó có đủ thứ hết. Nó có vừa học sinh của mình á, bài học, bài homework, bài final, bài midterm gì mình cũng đăng lên hết. Tại lý do mình muốn cho học sinh nó theo dõi dễ dàng. Rồi sau đó mình cũng share chút đỉnh về gia đình của mình, con cái, công việc. Có khi mình cũng lấn lấn qua sân của công việc của mình. Cho nên là kênh của mình nó tùm lum lắm. Tiếng Anh có, tiếng Việt có. Mà mình thấy các bạn xem mẫn cầu thì có vẻ nhiều nhất. Cho nên mình cố gắng, mình update hoài cho cái tình hình mẫn cầu để cho các bạn coi cho vui. Rồi cái thứ hai mình cũng phải nói để trước khi mình quên. Thứ nhất là mình cảm ơn những người đã theo dõi kênh của mình, rồi thì subscribe cho mình. Mặc dù cái số lượng không có nhiều lắm hiện giờ, nhưng mình cũng rất là vui vì các bạn ít nhất cũng có cái thời gian để mà coi một chút xíu về cuộc sống riêng tư của mình, cũng như là công việc mình đang làm, hay là những cái gì chung quanh của nhà riêng của mình. Đó là mình lời gửi lời cảm ơn. Còn cái thứ hai mình muốn nói trước khi mình sợ mình quên thì là mình xin các bạn hãy, nếu mà có ở đâu cũng vậy, cũng phải giữ gìn sức khỏe. Tại vì bây giờ tình hình dịch bệnh nó cũng tăng, ngay cả ở Mỹ này thì nó cũng tăng trở lại rồi. Cái Delta variant thì nó rất là mạnh, cho nên những người mà không tiêm thuốc hoặc là tiêm một liều thì cũng thấy bị nhiễm rất là nhiều rồi các bạn. Ở Mỹ thì mình thấy cũng hơi ngại. Tuy nhiên gia đình mình và những người chung quanh mình thì đều có tiêm thuốc hết, cho nên mình cũng an tâm một chút. Còn các bạn nào mà chưa được tiêm á, thì mình cũng phải đề phòng cho mình, hạn chế đi lại ở những chỗ nào đông đúc thì mình không nên. Mình nếu mình được á, thì chỉ có một người ra mua đồ ăn đồ về thôi, to go, hoặc là cho họ ship lại thôi. Chứ mình đi thì rất là ngại, tại mình không biết ai có tiêm không tiêm, hoặc là ai có bệnh không bệnh thì mình hoàn toàn không có biết được. Cho nên mình cẩn thận. Đồng thời ở nhà mình cũng có những cái phương pháp mẹo, nhưng mà mình thấy rất là hữu hiệu, là xả gừng, lá bưởi, lá chanh gì đó. Các bạn cứ dự trữ sẵn, rồi mình xong, mình đại khái mình nấu một cái nồi xong cho nó hơi thơm trong gia đình. Đồng thời nó cũng có giúp mình, nếu mình uống được trà gừng thì cũng tốt, để có kháng thể, vitamin D. Những cái nhỏ nhỏ mà mình làm được thì mình cố gắng tối đa. Rồi đừng có tiếp xúc với những người mà mình không quen biết, hoặc là những cái chỗ đông, thì mình không, thật sự mình không biết ai ra thế nào, cho nên thà mình cẩn thận là hơn. Cái đó là mình muốn các bạn, không phải mình muốn mà mình share với các bạn để các bạn thấy rõ. Rồi bây giờ trở lại với mẫn cầu nha các bạn. Cái vấn đề chính là mẫn cầu. Thì bây giờ cỡ nào cũng có các bạn ơi. Nhỏ xíu cũng có, còn bông cũng có luôn. Nè các bạn thấy nè, bông vẫn còn nha. Cái bông này vẫn còn nở nè, tức là chiều nay mình chấm nụ được nè. Rồi thì cỡ em bé có luôn, cỡ khá khá lớn có luôn. Tức là từ chưa có cho tới có, cỡ nào em cũng có hết. Cái này thì khá khá lớn ha các bạn thấy ha. Bây giờ mình dùng nguyên bàn tay được rồi nha. Cái này giống như hồi năm ngoái mình đã làm một cái clip về năm ngoái á, thì mình ưa đưa bàn tay lên đo các bạn, từ một ngón, từ một cái chấm ngón tay cho dài lớn, thì các bạn thấy xa cũng đã nhỏ nè ha. Đó, tức là một nhánh nó cũng có đủ size hết luôn. Thì cái anh lớn nhất này bây giờ mình dùng bàn tay để đo các bạn ha. Rồi từ từ mình sẽ đưa gần hơn cho các bạn thấy là ảnh lớn làm sao nha. Rồi cái anh này thì cũng còn bông nè các bạn. Đó. Chiều nay mình nó nở như vậy nè. Thì chiều nay lúc mà mát trời, bây giờ bên đây nóng quá, thì mình có thể cho nó phấn được rồi các bạn. Rồi kế bên nó thì cũng có trái nè các bạn.
rồi nhỏ hơn nữa cũng có luôn. Tức là em có một cây mà em sản xuất đủ đủ thế hệ luôn. Mà các bạn thấy nè, cái này hơi khá khá nè, cái này thì cỡ bằng hai ngón tay nè. Tình hình thấy cũng, cái này là ông xã em lén lén bỏ hết rồi các bạn. Ông chỉ giữ là những trái mà ông nghĩ là mạnh, ông bỏ. Em đi làm về là thấy trong thùng rác em nghi lắm. Một nhánh hồi xưa nó là mấy chục trái, bây giờ nó còn có mấy trái là nghi rồi. Thì em lại mở thùng rác là đúng y chang. Ổng bỏ quá chừng của em luôn. Tức là trái nào ổng thấy yếu 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 là ổng lựa hết, ổng bỏ rồi. Ở đây là cái trái khá lớn rồi các bạn. Bây giờ là thấy là nó giống cái dạng cái trái mãng cầu rồi, mà kế bên nó cũng còn nhỏ này các bạn thấy không? Đó, tức là một cái nhánh nó có đủ đủ hết, còn mới mới có luôn nè. Mới vừa át phấn chưa xong này các bạn. Là có luôn. Đó, tức là mình thấy cũng vui rồi ha các bạn ha. Đó là cái anh này khá khá lớn nè, thì trên ảnh cũng còn nhiều lắm, nhiều cái nhỏ lắm mà mình đã bỏ bớt rất là nhiều, tại vì giữ thì chắc chắn là tất cả nó chia đều ra thì nó sẽ không có lớn lắm. Thành ra mình lựa cái nào mình thấy nó khá khá mạnh mạnh cái cuốn thì mình giữ lại, còn thôi là mình mình xin lỗi cho nó được được về chỗ khác. Đây, ở bên đây thì các bạn thấy cũng có một hai trái lớn nè. Giống cái này thì mình nói nôm na, nếu mà là người thì cho nó đi học mẫu giáo được rồi. Còn kế bên là còn luyện. Các bạn thấy một cái nhánh nó cũng có nhiều trái nhỏ trái lớn. Rồi, cái đó là niềm vui của mình các bạn. Sau khi mình đi làm về thì mình đi dài dài ra để mình coi cái mãng cầu, tình hình cái mãng cầu của mình. Tại nhà mình không có đất nhiều, trồng được một vài món thôi. Các bạn thấy nè ha, dễ thương lắm. Đó, dễ thương lắm các bạn ơi ha. Tức là ảnh bây giờ á, mình tạm thời mình dùng bàn tay mình rồi, chứ giờ ngón thì nó hơi hơi nhỏ so với nó rồi. Đây các bạn. Đó, 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 đó là lý do ngày nào ông xã em cũng hay sáng, buổi sáng một tiếng mấy, buổi chiều một tiếng mấy là ổng quần bên cái cây này không. Ở trên đây cũng khá lớn này các bạn. Cái này là trên cao cùng hết á. Cái này là đi học mẫu giáo được rồi nè. Rồi kế bên cũng có baby, cũng cái nhỏ nhiều lắm. Các bạn thấy ha, nhỏ nhỏ nhiều lắm mà lớn cũng khá khá. Đây, cái này cũng được nữa nè. Đó, coi như là tình hình chắc cũng ổn. Đây nữa nè các bạn. Đó, bây giờ coi là được rồi nè. Mấy anh này là cho đi học được hết rồi nè. Còn bé Bi thì cũng nhiều lắm, anh nhìn cái nhỏ nhỏ cũng nhiều lắm các bạn. Này, đó, bây giờ mình lấy bàn tay mình đo được rồi các bạn. Em đi vòng qua đây, khoe thì phải khoe hết. Giờ đây, đây là một nhánh mà nó có nhiều trái. Đó, cái này các bạn. Đó, các bạn. Nếu mình để nghiêng vậy thì nó bự vậy. Tức là bây giờ hình dáng mãng cầu rồi đó, thiếu nữ được rồi đó. Nhưng mà vẫn còn bông nha các bạn. Mình vẫn còn để bông à. Thấy ông xã mình vẫn còn giữ bông để mà cho phấn thêm. Nó cũng còn nhỏ nhỏ nhiều. Nhỏ đây, nhỏ đây. Mới bông. Đây các bạn. Đây các bạn thấy cái này nghi lắm nè. Đó, hai chị em nó kế bên luôn. Các bạn thấy thương không? Một đứa học mẫu giáo, một đứa mới vô nhà trẻ. Còn ở trên đây thì chưa đi được, còn ở trong nhà mẹ giữ. Nhìn coi có cái trái nào để khoe với các bạn trước khi mình đi làm. Là mình vẫn còn giữ bông nha các bạn. Đây là cái bông mà có thể là nó chưa nở, bây giờ một hai ngày nữa nó sẽ nở. Mình vẫn tiếp tục cho phấn để trừ trường hợp mà những cái trái lớn hơn mà nó không có giữ được thì mình vẫn còn cái lớp phụ.
mình vẫn giữ, nhưng mà giờ nó ít rồi, nó chỉ còn vài cái hoa sót lại thôi. Các bạn thấy không? Còn đa số là nó đã thành, cũng còn hoa nha các bạn. Là hoa nè, mình vẫn còn giữ. Đây những trái nó mọc cạnh cái hàng rào, hàng rào riêng, nó có cái hàng rào riêng của nó các bạn. Đây. Vui ha các bạn ha. Rồi bây giờ bắt đầu mình phải leo để chỉ cho các bạn một cái trái mà nó cũng khá lớn ở trên cao, trên cao. Đây nè các bạn thấy không, đó hơi bị nắng nhưng mà nó có nè. Để trái lên đây nữa nè, đó em lén lên vô đây em quay. Đó, các bạn thấy không, dưới ánh nắng mặt trời thì cái này nó có ba trái đó, 1, 2, 3. Cái gần thì đây, ông này chắc là thủ lãnh quá. Ông này là trên cao nhất mà ông cũng bự nhất luôn. Hình như trên cao ông lấy nhiều dưỡng chất hơn những trái khác cho nên ông bự nhất luôn. Rồi chung quanh ông nè. Đó, trái này là trái nhỏ hơn nhưng phải để gần hơn. Thì các bạn thấy một nhánh nè, mình có thể giữ được 4-5 trái nếu mà nó thành á. Nếu mà nó lớn lên thì có thể mình được 3 trái. Nha. Đây nè, các bạn cũng lớn lắm nè. Anh này cũng chuẩn bị đi học được rồi nè. Đó là niềm vui của vợ chồng mình với cái cây mãng cầu. Ai cũng hỏi mình trồng bao lâu rồi, thì thật sự mình mua về là nó có bông liền các bạn. Nó là một cái nhánh nhưng mà nó có bông liền. Sau đó mình bỏ hết, mình không có lấy, mình không có giữ bông của cái năm đó. Cái năm sau mình tiếp tục bỏ. Năm sau mình tiếp tục bỏ. Mình chỉ giữ trái từ hồi năm ngoái thôi các bạn. Hồi năm ngoái mình có show cho các bạn coi á. Lúc mà mình đưa bằng tay mình nói đại cầu diệt á các bạn. Cái đó là mùa đầu tiên mình có trái, còn năm nay là mùa thứ hai. Mùa thứ hai mình thấy được cái trái. Còn coi như là năm nay là đúng là 4 năm á các bạn. Tức là hồi lúc mình mua tới giờ là 4 năm. Thì thấy rất là mê các bạn ơi. Không phải mê, mình không, đại khái là nó khó tả. Giống như mỗi người có một cái thứ thích khác nhau. Mình thì lại thích nhất là thích ăn trái này, rất là thích các bạn. Nếu mà là đúng mãng cầu dai mà mãng cầu thơm ngon thì ôi mình thích lắm luôn. Hồi đó về Việt Nam mình cũng là tối ngày ăn trái cây không. Thì bây giờ mình thấy vậy, mình trồng được cái cây thì mình mừng lắm, nhất là cái trái mà mình thích các bạn, mình mừng lắm. Đồng thời mình ăn được organic, mình không có sợ gì hết á. Còn ngoài chợ nhiều khi mình mua về chứ mình ăn mình cũng hồi hộp, không biết người ta trồng sao. Vẫn còn nhiều trái nhỏ lắm nha các bạn, mình vẫn giữ đó. Rồi, cái đó là mãng cầu. Bây giờ cho em ké vài thứ khác nha. Thứ nhất á là cây, là cây gì, là cây cà chua. Đây các bạn thấy không, mình tính bỏ lâu lắm rồi, tại vì nó già nó chết, mình tính bỏ mà nó vẫn còn trái nhiều lắm. Mỗi một lần nó có chín là nhiều lắm các bạn, thành mình không nỡ bỏ, nó vàng que hết mà mình vẫn giữ là tại vì vẫn còn nhiều trái lắm. Cứ hái vô nấu canh, nấu đồ ăn hoài mà nó vẫn còn hoài các bạn ơi. Hồi đó mua có 2 đồng à, vừa chồng ăn biết bao nhiêu rồi mà nó vẫn còn hoài. Bữa nay ra thấy nó rổ vậy nè, thì các bạn thấy là phải một rổ đầy nữa rồi. Nhà em là ăn canh chua 12 tháng đúng luôn. Rồi các bạn thấy ha, thấy cưng không? Mà tính bỏ 2-3 lần rồi mà bỏ không được, tại thấy anh có trái mà thấy thương quá, là nó vàng que hết luôn á. Cái nhánh nó vàng hết rồi mình định bỏ nhưng mình thấy thương quá, thôi mình giữ lại nữa. Rồi nó tiếp tục ra trái nữa, thành mình cứ bẻ vô ăn, rồi nó quyết định kỳ này sẽ bỏ. Nhưng mà nó trái như vậy sao bỏ được các bạn, cưng quá ha. Rồi lại bẻ vô ăn, rồi giữ hoài, thành cái gốc nó vàng que luôn. Các bạn có thấy ai mà cà chua mà để tàn tạ vậy không, mà nó vẫn lên trái. Nó lên mà nó còn lên nhiều nữa, thành ra không có bỏ, cứ việc ăn hoài.
Nhưng mà cũng fresh lắm các bạn. Có khi mình làm avocado với lại cái này mình mix ăn với chip thì cũng là một món ăn ngon. Các bạn thấy không? Thấy mê không? Còn sao mà bỏ được. Rồi xong. Đây cái ớt chỉ thiên. Ớt chỉ thiên bữa nay chín quá chừng luôn rồi. Các bạn thấy không? Bây giờ bẻ vô. Ham vậy thôi các bạn, chứ cả nhà không ai ăn cay hết á. Ăn à mé mé là sặc sùm luôn. Mà thấy ham, chồng thấy mê lắm các bạn. Nó chín hết trơn rồi. Giờ phải để đông, đông lạnh. Để những mùa không có trồng được thì mình lại có ớt mình ăn. Nước mắm mà pha với cái này là nhức nhối luôn, cay lắm mà màu đẹp. Đó các bạn thấy bên này nó chín quá chừng luôn nè. Cái nhánh bên này nó chín ôi là chín luôn nè. Đó. Nhà em là dở lắm, ăn cái này là sặc te tua luôn mà cũng không có ớt thì không được, quá chỉ chín luôn. Ngon quá. Đây cái đám rau rừng của em nè. Quá chừng hồng, các bạn thấy kinh hồn không? Làm sao mà ăn cho nổi. Nổi cái đọt không ăn cũng không xong luôn, nhiều quá. Cà, mãng cầu. Trời ơi mãng cầu thấy trái này thấy mê quá các bạn ơi. Trời ơi ổng đẹp quá à. Ổng đi học được rồi. Ông đẹp quá chừng luôn. Em cũng đang ươm cái này, mấy cái nhỏ nhỏ mình đang ươm cái rau quế, rau răm, rau quế bông, rau quế xả. Mấy cái này cũng cần. Đây hai cây cà mua dự trữ để mà trồng cho cái cây cà úa đó, mà cứ để hoài thế cây kia nó có trái hoài, cây kia nó có trái hoài thì mình không dám bỏ. Mà hai cây này bây giờ từ cây mầm mà nó lên cây bự, rồi từ cây bự nó có trái luôn mà vẫn còn chưa được qua đổi cho cái anh cũ kia, tại thấy anh kia nó có hoài thành mình chưa đổi, mà bây giờ cây này nó có trái luôn, rồi nó ra một cái lùm như nè. Đó thấy ghê không, mà chưa có thế được cho cái anh đằng kia tính bỏ mà không bỏ. Rồi các bạn thấy nè, trồng cho vui thôi chứ ăn không nổi. Đây cây này là cây kinh giới nè, đó các bạn thấy nè, đó quá trời quá đất luôn, đó. Vòng vòng cái góc nhãn, cái góc nhãn này là cái góc nhãn cũng đại cầu Việt nữa nè, trồng mười mấy năm rồi nè các bạn thấy không, năm nay không có một trái luôn, không có một cái bông làm thuốc luôn, hồi năm ngoái trái quá trời luôn, năm nay không có một cái bông làm thuốc, bây giờ là trồng cái cây kinh giới chung quanh cái góc nhãn. Đó, rồi bên đây nó cũng ra quá chừng luôn. Làm sao mà ăn cho hết các bạn thấy không? Đó, đằng kia nó cũng ra luôn. Đó, các bạn thấy rồi cái cây mồng gà. Bà chị em bà ham vui. Bà mua cái chậu mồng gà, bây giờ nó quá trời bành trướng rồi. Nó sập tùm lum hết luôn. Nó bự quá. Nó ngã qua ngã lại à, các bạn thấy chung quanh cây nhãn mà trồng cái khác không à, trồng kinh giới, trồng cái này, rồi trồng cái này luôn. Đó các bạn thấy không à, thôi mình xin chào, bây giờ chuẩn bị đi làm. Ô mình còn ươm một cái cây mãng cầu nhỏ ở đây, bữa nay nó cũng bự rồi các bạn. Cái này là một cái cây mãng cầu mình thấy ngon mình ươm nè, thì cái này nó được cái lớn rồi nè. Đó, ương á các bạn. Rồi, vậy là mình xin chào được rồi. Chúc các bạn một ngày vui. Làm gì thì làm cũng phải giữ gìn sức khỏe à, mọi thứ đều phải cẩn thận. Nếu mà các bạn tránh được thì đừng có nên tiếp xúc chỗ đông người. Hoặc là mình đeo khẩu trang, đi tới đâu cũng phải có khẩu trang, cái đó là cái quan trọng nhất luôn. Rồi đồng thời mình có dịp thì mình đi chích ngừa, không để ai nhắc, mình phải tự làm. Tại vì cái lý do là mình an toàn cho mình là một chuyện, nhưng mà mình giữ an toàn cho người khác cũng quan trọng lắm. Nếu mình nhỡ mình không tiêm mà mình bị bệnh thì là chuyện của mình, nhưng bây giờ mình lại chuyện khác là mình ảnh hưởng tới người khác thì không có nên. À,
thôi thì ai sao mình vậy, có thuốc thì nên chích các bạn, còn không thuốc, chưa có thuốc thì phải đề phòng. Đề phòng để làm gì? Thứ nhất á, là cho mình, để mình giữ được cái sức khỏe của mình. Cái thứ hai là mình bảo vệ cho những người chung quanh mình. Nếu mà mình thương người ta thì mình phải như vậy. Vậy mình xin, đó là ý của mình đây nha các bạn. Vậy mình xin kết thúc cái clip mãn cầu bữa nay cho các bạn nha. Hẹn các bạn lần sau, giữ tinh thần, mình phải là number one. Xin chào các bạn.